Ví dụ như trong một cái đơn hẹn là 2 kg, mọi người sẽ được tặng bao lì xì ha mọi người. Bao lì xì nói trước nha mọi người, tặng cái vỏ bao lì xì chứ không phải là tặng luôn cái ruột, không bao ruột nha mọi người. Về mọi người tự bỏ ruột vô nghe. Chứ tặng bao mà đồ ruột nó ối giời ơi luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã quay lại với video của Bông Quỳnh nha. Rồi, thì hôm nay nè mọi người, thì mình gần Tết tới mọi người, mình sẽ tích cực mình lấy hàng để phục vụ tất cả mọi người nha. Rồi, mong mọi người ủng hộ mạnh tay giùm mình nha, nhằm để tri ân những khách hàng đã ủng hộ những hạt ở bên Bông Quỳnh đó mọi người. Thì Bông có đặt những cái bao lì xì để nhân dịp Tết này mọi người về quê nhận lì xì cho con cháu ông bà của mình ha mọi người. Đó, thì một cục đơn hàng này là bao lì xì nè mọi người, thì để mình khui cho mọi người xem luôn nha. Ok, đây mọi người, một cục hàng này là toàn là bao lì xì xong luôn đó mọi người. Đó, để năm mới này tặng cho mọi người, tặng về lì xì cho ông bà, đặc biệt là những bé ngọ nhỏ ha. Tết tới mà có cái bao lì xì xinh xinh đỏ đỏ, không biết trong cuộc có bao nhiêu mọi người, nhưng mà quan trọng là có bao màu đỏ là vui rồi đó, thấy vui rồi đó. Mình mặc được đi lớn lớn mọi người, hôm mà về thấy cha mẹ mình cầm cái bao đỏ đỏ cũng vui nữa, không cần biết trong bao có bao nhiêu, có bao đỏ là được à, là vui rồi. Năm mới thấy mùa xuân về rồi đó. Này nhiều bao lì xì lắm mọi người, bà bơi đặt nhiều lắm á, để tặng cho mọi người á. Mới vừa nhận luôn đúng không nè, còn nóng hổi luôn, vừa thổi vừa khui. Ai Tết tới rồi mọi người nên tranh thủ đi mình xài tiền mọi người, đặng qua Tết đặng mình hết tiền đặng mình cày nữa ha. Đó, thì bên mình còn rất là nhiều những cái loại hạt, sắp tới đây mình sẽ nhập thêm nữa mọi người, để mọi người tha hồ mà đặt luôn, mạnh tay mà đặt luôn ha mọi người. Nào là hạt điều mắc-ca nè, rồi hạnh nhân nè, rồi trà là đó mọi người, này là trà là mặt nha. Đó, ăn ngon dẻo thơm lem lắm mọi người. Đó, rồi có cà phê ơi Tây Nguyên đàng hoàng nha mọi người. Đó, rồi có loại thập cẩm nè mọi người, nếu như mình không thích ăn một loại hạt thì cái loại thập cẩm này nè mọi người phù hợp với những người mà thích ăn nhiều hạt trong một lần đó mọi người. Đó, đó ha, mọi người thấy đỏ đỏ chứ, xanh đỏ đỏ, thằng nhỏ nó mừng thấy là Tết tới nơi vậy đó. Đây đó mọi người, quá trời rồi, bao lì xì phát tài phát lộc, của nhìn bao lì xì cái năm mới làm ăn tấn tới luôn mọi người ơi. Đó ha, đây hồi bà già bà cừ, bà già bà cừ mà không có cái găng nữa. Đó đó mọi người, nhưng mà mình không có tặng một lọt mà một loại bao lì xì cho mọi người, mình sẽ trộn lại đặng nó nhiều cái thể loại bao lì xì này cho mọi người được may mắn hơn ha. Đó, nhiều lắm mọi người, lì xì cũng phải ô về, trời ơi cái tựa bao lì xì ta nói ô về hay ô về đó. Đây nữa nè mọi người, đó ha, lì xì không bé ơi, lì xì không bé. Bà bời ngồi lặt rau phía sau thì chị không bé ơi, trời ơi ôi trong đây nhiều cái dễ thương lắm mọi người. Ôi năm con rồng rồng bay phượng múa đó, rất là nhiều luôn á. Quá vô mánh này, đây nữa nè mọi người, trời ơi chú rồng gì mà dễ thương vậy trời ơi, trời ơi con má này ba bi sợ. Cái râu mà quẩn quẩn lên lỗ mũi này. Ôi, nháy mắt rồi. Ôi, cái này. Mình sẽ
Ví dụ như trong một cái đơn hẹn là 2 kg, mọi người sẽ được tặng bao lì xì ha mọi người. Bao lì xì nói trước nha mọi người, tặng cái vỏ bao lì xì chứ không phải là tặng luôn cái ruột, không bao ruột nha mọi người. Về mọi người tự bỏ ruột vô nha. Chứ tặng bao mà đồ ruột nó ối giời ơi luôn. Nè, mình sẽ mỗi thứ một cái mình sẽ tặng nha mọi người. Đó. Tặng gì nó mới nhiều rồi. Nhiều hình, nhiều kiểu, nhiều dáng rồi cho mọi người khoái khoái nha. Ở toàn luôn cái hình này cũng dễ thương nữa nè. Chú rồng mà còn bài đặt uống trà sữa trà rồi nó ghét rồi chứ. Là combo 6 hoặc là combo 10 tùy gì ấy, hoặc là 5. Ôi màu xanh nữa nè mọi người. Chốt đơn á từ 2 kg thì mình sẽ tặng bao lì xì khác bao nhiêu cái đó. 1 kg cũng tặng rồi. Bây giờ thôi bây giờ mình chơi lớn luôn mọi người. Bây giờ bà bời ngồi ngoài bà nhắc hoài, mình chơi lớn cho mọi người luôn nè. Đó, bây giờ mọi người đặt 1 kg mình cũng tặng đó mọi người. 2 kg mình cũng tặng, 3 kg cũng tặng, 4 kg cũng tặng. Mà càng đặt nhiều thì mình sẽ tặng nhiều hả mọi người. Ok, vậy đây. Rồi mọi người, cái năm con rồng gì mà nó in cái bao lì xì mà thấy ghét luôn mọi người. Cái nè. Trời ơi, bà rồng này, bà rồng màu hồng. Trời ơi, chết cái bà thiệt chứ. Mà tung tăng bye bye nhảy. Để mình ngồi coi bao lì xì xíu mọi người. Ôi ơi, nó bả nè. Màu tím mà không mơ. Trời ơi. Mà keo. Ghét dễ sợ rồi chứ. Quá xuất sắc rồi. Thấy tôi lượng sao. Bà gồng này cái xương bả dễ thương nè mọi người. Thấy tôi lượng sao. Bơm ly trà sữa. Ghét rồi. Miếp trà sữa. Tới gồng mà còn ghiền trà sữa. Đừng nói mình uống đi mà mất béo phì đó gồng ơi. Đâu coi còn nữa mọi người. Còn nhiều lắm đó. Đẹp lắm này, gồng này gồng trưởng thành nè mọi người. Gồng này biết bay này, trưởng thành nè. Thọ này, phúc lộc thọ. Cũng gồng nữa. Ui, quá trời đẹp luôn này. Quá. Có cái này là phần đặc biệt nè mọi người. Đó, cái này là bao lì xì mà dạng bốc thăm mọi người. Đó, mình lắc cái nó phóng ra cái nào hay cái đầu dạng mà lắc gì lắc xăm á mọi người, có chơi lắc xăm không, nó rớt ra cái nào là bao lì xì đó của mình đó mọi người. Vui lắm, chơi cũng vui lắm. Cái này hình như được 10 miếng hay gì á mọi người. Đó, tha hồ mà mình một cái này thôi lì xì cho cả nhà mình là ok luôn, vô bánh luôn. Cái này mình chốt là bao nhiêu ký mình được tặng cái bao lì xì đặc biệt này ta? 5 kg đi ha. 5 kg đi. Rồi mình chốt luôn mọi người. 3 kg tặng luôn. 3 kg. Trời ơi chơi lớn ta. Rồi và về chơi lớn mọi người. 3 kg là mình sẽ được tặng cái bao lì xì mà rút thăm kiểu rút cái gì gọi là gì? Nhiều quẻ. Bao lì xì kiểu gieo vạ gieo vẽ của nguyên gia đình luôn mọi người. Đó, 3 kg nha, nhớ nha mọi người, 3 kg nha. Đó, nhiều lắm mọi người. Ôi tăng bịch đó nè, chú đáo dễ sợ quá trời. Trời ơi còn gì nữa còn gì nữa tối trời. Dễ thương quá trời, dễ thương luôn nè. Mọi người nhanh tay lẹ chân lên mọi người ơi. Bao lì xì là mua về để cho điều trị cho Pixin. Bao lì xì này mấy em bé khoái chết luôn. Em nhỏ quẹo lựa quẹo lựa. Rồi nha mọi người, trên đây còn một thôi. Đây còn sắp cuối cùng đây. Trời ơi nhìn. Sắp kỹ tính quá. Đây mọi người, đó, gồng nhìn ha. Nhìn cái biết gồng liền. Sao của chị tôi không kỹ. À, đây. Gồng này si tin nha. Ôi. Ai mà mua bao lì xì mua dùng cho luôn. Thôi, đâu được. Mua mua hạt ở nhà bông quỳnh đi rồi tặng bao lì xì khỏi phải mua hết mọi người. Mua nhiều đi.
Còn nếu như mà ai mà mua 3kg trở lên mà không muốn này á thì mình sẽ tặng riêng những cái bao lì xì này ha mọi người ha. Đó. Rồi mình sẽ phân loại ra 1kg tặng mấy cái bao lì xì, 2kg tặng mấy bao lì xì, 3kg mấy bao lì xì cho mọi người. Năm nay khỏi phải tốn tiền mua bao lì xì, tốn tiền mua hạt được rồi. Ha mọi người.